Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, đầu giờ chiều ngày 20 tháng 12 năm 2022, kênh ghi nhận giá mít Thái tại các khu vực tiếp tục giảm nữa nha bà con. Thì như kênh đã chia sẻ từ các thương lái cũng như những vựa lớn đưa ra lý do hiện nay giá mít giảm, đó là do phía bên Trung Quốc là ăn hàng chậm lại nha bà con nha. Các đối tác bên Trung Quốc cho rằng hiện nay nhiều nơi bùng phát dịch bệnh Covid-19, cho nên vẫn còn nhiều nơi bị phong tỏa, mua bán hàng hóa vẫn còn gặp khó khăn, cho nên là cái sản lượng mít Thái tiêu thụ cũng bị chậm lại và ảnh hưởng trực tiếp đến giá mít Thái xuất khẩu của Việt Nam mình. Mặc dù hiện nay sản lượng mít trong vườn không còn nhiều nhưng mà giá cũng không tốt ha bà con ha. Cụ thể là tại khu vực Tiền Giang, chiều nay mít nhất là 16, mít nhì là 12, kem lớn là 14, kem nhỏ là 5.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất là 16.000, mít nhì là 11.000. Kem lớn là 13.000, kem nhỏ là 4.000. Tại khu vực miền Đông, mít nhất là 13.000, mít nhì là 9.000, kem lớn là 10.000, kem nhỏ là 3.000. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định, có thể là thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.